Bây giờ chúng ta tiếp tục, đó là tìm hiểu thêm một số phương thức để tạo ra các câu lệnh thông báo mà last session đã hỗ trợ cho chúng ta. Thì cũng giống như đó là direct, chúng ta cũng có đó là các phương thức để tạo ra các phần thông báo. Chẳng hạn như là success, error, warning và notice. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một action mới. Chúng ta sẽ tạo ra đó là session2 action và nội dung của Session 2 Action này, tôi lần lượt đó là tạo ra các câu thông báo. Đầu tiên, đó là câu thông báo kiểu Success. Thì chúng ta sẽ gọi đến phương thức đó là Success. Tiếp tục, tôi sẽ tạo ra câu thông báo với kiểu đó là Error. Thì chúng ta sẽ gọi đến câu lệnh đó là đối tượng DIP. Tiếp tục sẽ là Plus Session. Bây giờ, tôi gọi đến phương thức đó là Error sau đó tôi cũng truyền vào đây Đó là phần giá trị cho câu thông báo của chúng ta Tôi sẽ copy phần giá trị này và đưa vào cho phương thức error Tại đây tôi thực hiện thay thế Giá trị success bằng giá trị đó là error Tiếp tục thực hiện tương tự thì tôi sẽ copy câu lệnh này và bây giờ tôi sẽ tạo ra câu thông báo với kiểu đó là noted bằng cách chúng ta sẽ thay đổi phương thức này bằng một phương thức đó là notify. Tôi cũng thực hiện đưa vào cho câu lệnh thông báo với giá trị đó là notify message. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tạo ra câu lệnh thông báo với kiểu đó là warning. Bằng cách tôi sẽ copy câu lệnh này và chúng ta thay đổi phần tên của phương thức. Bây giờ, tôi sẽ gọi đến phương thức đó là warning. Tiếp tục, tôi cũng thực hiện thay đổi phần nội dung của câu lệnh này bằng warning message. Sau đó, ở session 2 action, tôi thực hiện đó là redirect đến show 2 action. Và các bạn thấy, chúng ta chưa có show 2 action, do đó tôi sẽ tạo ra chính là show 2 action. Và các phần nội dung của show 2 action, tôi sẽ thực hiện tắt đi các phần nội dung này. Bây giờ, tôi sẽ tạo ra tập tin view cho show 2 action chúng ta sẽ truy cập vào thư mục view tiếp tục sẽ là plot và tại đây tôi thực hiện copy tập tin đó là direct php và chúng ta sẽ có tập tin đó là show 2 html bây giờ tôi thực hiện truy cập vào tập tin này và tại đây tôi sẽ thay đổi phần nội dung cho câu lệnh H1. Bây giờ, tôi sẽ nhập vào đây giá trị, đó là plus Session, Message, và show 2.php. Trong thẻ PHP này, tôi sẽ thực hiện đó là xóa đi các phần mã nguồn này. Và tại đây, tôi sẽ thực hiện đó là echo ra, các câu lệnh thông báo của plot Session. Thì để thực hiện Azure ra, các câu lệnh thông báo, chúng ta sẽ gọi đến đó là đối tượng Dit. Tiếp tục sẽ là plot Session. Các bạn thấy trên sân thảo không hỗ trợ nhắc lệnh cho chúng ta là bởi vì chúng ta đang ở tập tin view. Và tiếp tục chúng ta sẽ gọi đến đó là phương thức output. Bây giờ tôi thực hiện đó là truy cập vào session 2 action thì nó sẽ di chuyển đến đó là show 2 action và nó sẽ hiển thị được đó là các câu lệnh thông báo mà chúng ta đã tạo ra cho Blast Session. Bây giờ tôi thực hiện thay đổi phần đường dẫn ở đây. Chính là Session 2. Và lập tức chúng ta đã được chuyển đến phần nội dung của show2.phtml và nó cũng in ra được cho chúng ta đó là các phần nội dung của các câu lệnh thông báo tôi sẽ tiến hành kiểm tra phần mã nguồn của các câu thông báo này thì các bạn thấy các câu thông báo này nó cũng có một định dạng đó là một thẻ deep và bên trong lần lượt sẽ là các class như là success message tiếp tục là error message noted message và warning message như vậy các câu lệnh thông báo này cũng có cấu trúc giống như khi chúng ta tạo ra thông qua Direct. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là phần tham số mà chúng ta có thể truyền vào cho phương thức Output này. Phần tham số mà chúng ta có thể đưa vào cho phương thức Output đó chính là giá trị Remove. Như các bạn biết, khi tôi thực hiện đó là tạo ra các câu thông báo thông qua đó là Plat Session thì các câu thông báo này sẽ được lưu trữ bên trong của Session. Như vậy giá trị Remove mà chúng ta có thể đưa vào cho phương thức Output nó sẽ nhận đó là hai giá trị Chu hoặc là Phone. Khi chúng ta không truyền vào cho phương thức Output này phần tham số thì mặc định Remove của chúng ta sẽ có giá trị đó là Chu. Và với giá trị Chu này thì sau khi thực hiện echo ra đó là các câu thông báo thì nó cũng thực hiện xóa đi các câu thông báo này bên trong biến session bây giờ tôi thực hiện echo ra biến session của chúng ta để các bạn có thể quan sát phần nội dung mà biến session này sẽ chứa tôi sẽ gọi đến câu lệnh đó là session và bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào đó là session 2 action Tôi sẽ thay đổi phần đường dẫn ở đây. Bây giờ sẽ là Session 2 Action. Thì các bạn thấy chúng ta cũng đã hiển thị được phần nội dung của show .html Và các bạn thấy biến Session của chúng ta đó là một giá trị rỗng. Là bởi vì khi tôi thực hiện đưa vào cho phương thức Abut giá trị chu thì sau khi hiển thị được các phần nội dung của các câu thông báo thì nó cũng lập tức đó là xóa đi các phần nội dung của các câu thông báo này bên trong của biến session. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thay thế giá trị true này bằng một giá trị phone. Thì khi đó biến session của chúng ta sẽ không bị xóa đi các câu lệnh thông báo. Bây giờ tôi thực hiện truy cập vào đó là session 2 action. Chúng ta sẽ nhập lại phần đường dẫn đó là session 2 action thì nó cũng đã chuyển cho chúng ta đó là đến với sau hai action thì các bạn thấy lúc này biến Session của chúng ta đã có một phần tử đó là last message và bên trong của array last message đó là các phần tử con như là success error noted và warning như vậy black Session của chúng ta không bị xóa đi bây giờ nếu như tôi thực hiện đó là truy cập lại Session hai action thì chúng ta sẽ có đó là biến session với giá trị như thế nào. Thì các bạn quan sát biến session của chúng ta. Bây giờ các phần tử xét error, notice và warning đã được thêm, đó là một câu lệnh mới. Như vậy, khi chúng ta truyền vào cho phương thức output giá trị remove, đó là phone. Có nghĩa rằng chúng ta đã thiết lập không thực hiện xóa đi các phần nội dung của biến class message bên trong biến đó là session. Như vậy, thông qua video này thì các bạn cũng đã biết được đó là cách để chúng ta có thể tạo ra các phần thông báo với định dạng như là success, error, notice và warning thông qua plus session. Cũng như là chúng ta đã biết được cách để hiển thị các câu lệnh thông báo này.